Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3, trang 61 đến trang 62, tuần 11, bài 4, ước mơ màu xanh, sắc chân trời sáng tạo. Bài tập số 1 là viết đoạn văn ngắn từ 6 đến 8 câu nêu tình cảm của em với thầy cô giáo hoặc một người bạn. Như vậy, ở bài tập số 1 này, chúng ta sẽ viết một đoạn văn ngắn. Các em sẽ viết một hoạt động văn ngắn từ có từ 6 đến 8 câu để nêu lên cái tình cảm của em với thầy cô giáo hoặc là với người bạn của mình. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nêu về đó là tên của cô giáo, thầy giáo hoặc là bạn của em là tên gì. Tức là chúng đầu tiên các em sẽ là nêu tên. Thứ hai đó là ví dụ như cô hoặc là thầy dạy em lớp mấy hoặc là bạn của em học lớp nào. Rồi hình dáng cô, thầy hoặc là bạn của em như thế nào. Rồi tính cách của cô, thầy, bạn em ra sao. Rồi em thích điều gì ở cô, thầy hoặc là bạn. Nêu cái kỷ niệm đáng nhớ với cô, thầy hoặc là bạn. Rồi tình cảm của em dành cho cô, thầy hoặc là bạn như thế nào. Thì ở đây cô nhắc lại, chúng ta sẽ nêu như thế nào trong đoạn văn này. Tức là chúng ta sẽ viết một đoạn văn nói về cái tình cảm của mình với thầy cô giáo hoặc là người bạn. Thì ở đây cô ví dụ về viết về đoạn văn ngắn về tình cảm của em với thầy cô giáo. Thì đầu tiên các em sẽ giới thiệu tên của thầy cô giáo em là gì. Rồi thầy cô giáo dạy em lớp mấy. Hình dáng của cô thầy như thế nào. Tính cách của cô thầy ra sao. Em thích nhất điều gì ở cô thầy. Rồi nêu kỷ niệm đáng nhớ với cô, với thầy. Tình cảm của em dành cho cô hoặc thầy như thế nào. Thì đó là một cái ví dụ về tình cảm của em với thầy giáo cô giáo. Còn đối với bạn thì cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ nêu tên bạn là gì, tên bạn em là gì. Rồi bạn của em học lớp nào. Bạn của em như thế nào, hình dáng bạn của em như thế nào. Tính cách của bạn em như thế nào. Em thích nhất điều gì ở bạn. Nêu kỷ niệm đáng nhớ với bạn. Rồi tình cảm của em dành cho bạn như thế nào. Thì ở đây cô sẽ viết một đoạn văn ngắn nêu lên tình cảm của mình với một người bạn. Ví dụ như là Trang là người bạn thân nhất của em. Rồi, đây là giới thiệu tên của bạn. Rồi, chúng em chơi với nhau từ khi học mẫu giáo. Rồi, mái tóc của Trang dài, thì đây sẽ là tả hình dáng mái tóc của Trang dài, đen bóng và mượt như tơ. Rồi, nổi bật ở Trang là nước da trắng hồng.
không những là một người học giỏi. Jack còn rất tốt bụng và thân thiện nữa. Rồi, em thích nhất ở Trang là sự nhiệt tình. Hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Rồi, có lần em không hiểu bài, bạn ấy đã kiên trì giảng cho em tới khi nào em hiểu mới thôi. Rồi, chúng em còn ước mơ sau này cùng trở thành cô giáo. Em luôn yêu quý Trang. Em mong rằng chúng em mãi là bạn của nhau. Như vậy thì ở đây cô đã ví dụ về một cái đoạn văn ngắn nêu lên tình cảm của em với một người bạn. Rồi tiếp theo bài tập số 2 đó là chúng ta sẽ trang trí bài em vừa viết. Như vậy chúng ta sẽ trang trí cái bài của mình vừa viết thì các em có thể vẽ hay là tô màu, vẽ và tô màu những cái hình ảnh mà mình yêu thích để mà trang trí cho cái bài mình vừa viết. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3 của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.